Xin chào tất cả các anh em nha. Huy ra là mình xin nhận cho tất cả anh em tham gia chương trình góp nhận từ một dự án ORR Network. Bấm nút start nha các bạn. Tham gia dự án nha các bạn. Rồi. Đây con này nó đã list trên một tổ cần ORR này, nó list rất là nhiều sàn tất cả các bạn. Ví dụ như Binance này nọ đâu. Rồi các bạn bấm vào một ad wallet nè. Nó có lượng giao dịch khá là lớn các bạn. 291.500. Thôi, bấm bấm ads wallet. Rồi các bạn mở ví chút wallet qua, nó kêu đề xuất là ví EC20 exchange các bạn, nhưng mình dùng ví chút wallet cũng được nữa. Con này nó không có yêu cầu, nó chỉ yêu cầu gỡ ví ETH hợp lại à. Các bạn dùng ví địa chỉ ETH chút wallet cũng được nữa. Rồi. Các bạn gửi nó chốt nha các bạn. Không ăn ta. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Rồi. Đầu tiên các bạn nó kêu bạn điền email vào nè, các bạn điền email của mình vào các bạn. Rồi các bạn gửi nha bạn. Rồi nhiệm vụ khá là đơn giản các bạn. Các bạn join vào kênh group của nó. Rồi các bạn join lên nha bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh Chaler nữa nè. Channel rồi các bạn join vào bạn mới đáp lên nha bạn. Rồi các bạn bấm vào cái mục don, bấm vào mục don nha bạn. Xem nhiệm vụ khá là đơn giản ta. Rồi các bạn bấm để mình kiểm tra nữa cái tay quơ không. Rồi các bạn bấm vào balance nha bạn. Rồi bạn nhìn bấm vào thằng qua. Rồi để có thông tin từ dự án này phân phối vào mấy tháng mấy, mình cố gắng làm một cái video clip tiếp theo cập nhật cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.